Chào quý cô chú anh chị, tối gia nhập Cần Thơ hôm nay em lại tiếp tục sale đại lễ và chắc là khoảng 1-2 ngày nữa hết lễ thì quý cô chú anh chị mình sẽ săn những cái mã hàng mới về giùm em nha. Hàng nam, hàng nữ em về rất là nhiều, có ví ví dạng cấp Nhật rồi ví da. Nói chung là bên em mã hàng là da chủ yếu nha, hàng si đảm bảo độ mới 80%. Trong video ngày hôm nay mình mua một chiếc là giá đồng giá là 300.000, mình mua từ hai sản phẩm trở đi bên em sẽ free ship. Và nếu mà quý cô chú anh chị nào mà mình bỏ qua cái video ngày hôm nay thì mình sẽ khá tiếc, tại vì hôm nay em bán gọi là giá sale đại lễ giá lỗ, và mã hàng hôm nay gọi là mã siêu phẩm thôi, em chỉ lựa những cái mã gọi là siêu phẩm độc lạ, phơm hộp, rồi những cái mã có những cái thương hiệu nổi tiếng ha, cho nên mình phải săn trong video ngày hôm nay thôi. Và ít nhất thì quý cô chú anh chị mình cứ lựa hai sản phẩm đi, mình sẽ được free ship lợi hơn rất là nhiều mình mua một sản phẩm. Bên em thì tất cả những cái hàng sale thì em đều có nói hết, có thể em không nói nhưng mà mặc định thì mình sẽ hiểu rằng trong video sale thì em sẽ không nhận đổi trả, không xả hàng sau khi chốt, em không giữ hàng, chuyển khoản trước em đi đơn, và không đồng kiểm nha quý cô chú anh chị ha. Tất cả những cái mã ngày hôm nay là mã sale, cho nên quý cô chú anh chị mình vui lòng mình đừng có so sánh giá với những cái mã hàng mới về, thì qua lễ em sẽ lên hàng mới ha. Mình muốn săn hàng mới về, tuy nhiên thì nó cũng là hàng sinh nhật thôi, nhưng mà hàng mới về thì tất nhiên là gọi là cái sự săn hàng độc lạ, gọi là cái sự thích thú nó sẽ ok hơn là những cái mã hàng em sale ha. Cho nên sale thì mình chỉ là dạng mình mua quăng vật hàng ngày, mình đi đâu đó với mức giá gọi là xài được thôi nha quý cô chú anh chị ha. Tuy nhiên thì như ở đầu video em có nói, trong video này sẽ là những cái mã hàng siêu vip thôi, mình cứ tự do mình lựa chọn nha. Em sẽ đo rất là nhanh, ví dụ như cái chiếc túi như thế này á, thì mình chắc chắn là vừa điện thoại rồi, cho nên em chỉ nói là tầm khoảng 25 đến 28 cm. Cá sấu Cayman là da cá sấu thật nha quý cô chú anh chị ha. Em đảm bảo rằng trên cái hệ thống YouTube này không có ai bán da độc lạ nhiều, mà mã hàng nam độc lạ nhiều mà lại giá rẻ như bên em đâu. Và bây giờ em lại có một cái chỗ lấy da độc lạ, hàng da cá sấu, da là biểu giá cực rẻ. Mình cứ so sánh giá và mình sẽ xem ha. Túi da Nhật Cần Thơ dạo này em lên khá là nhiều những cái mã da cá sấu, da rùa, da đà điểu với giá gọi là rẻ như bác sĩ luôn á quý cô chú anh chị nha. Một cái mã cốp da cá sấu em không nói nhiều nữa đi, nói nhiều quá tập trung chuyên môn. Một cái cốp da cá sấu, thường da cá sấu là camen ha, nó sẽ có những cái gù như thế này, và tuy nhiên đây là cái phần da cứng, cho nên nó những cái mã chẳng hạn như mình sẽ thấy nè, nó hơi cái phần mặt da cứng ha, nó không có được mềm mại như da bò đâu, cho nên những cái này thì mình phải bỏ qua giùm em nha. Đó, những cái mã chỗ này thì mình vẫn xài vô tư thôi, chỉ có một cái là nó là thuộc da cứng cho nên nó có những cái va vấp nhất định nha quý cô chú anh chị ha. Mẫu cớp ở phía trên đây là phần kim loại, bên trong lót và lót da luôn á, sạch đẹp hết. Tất cả những mã hàng em không nói gì cả đó là không lỗi nha, có lỗi thì em sẽ báo trực tiếp trên video. Giá bán ngày hôm nay đồng giá là 300, mua hai sản phẩm free ship, link giúp em mã là 6623. Chưa bao giờ em sale độc lạ mà chỉ có 300.000 thôi. 6623, 6623 giúp em. Một em bờm ngựa, mình phong thủy ha, bờm ngựa của Nhật, và em này lại là màu xanh đen, độ mới thì cao và phơm cứng, phơm như thế này ngang tầm khoảng 26-27. Ở bên trong lót là lót da luôn, nó có một cái ngăn cớp, còn lại hai ngăn sẽ toàn không khá kéo nha quý cô chú anh chị nha. Nó mẫu này hiện tại em không có độn, và quai cũng là cái màu là màu xanh đen luôn. Trời ơi, phơm dáng góc cạnh nó rất là xinh. Bờm ngựa thì mình biết rồi, phong thủy ha. Chiếc này thì mới đẹp, mình khỏi cần phải lăn tăn. Lên với em mã 6894, 300.000. 6894, 6894. Em có một cốp. Cốp này là cốp dập phơm đà điểu. Cốp phơm dập phơm đà điểu là phơm Nhật nha, ngang là 25 và cao lên 20. Đừng quên tất cả các dòng điện thoại. Ở trên đây là dập phơm đà điểu ha ta. Tham gia đà điểu thật với cô chú anh chị ơi. Lâu quá em không có bán da độc lạ, toàn là ông chủ không quay không. Đây là da đà điểu thật nha, quen khóa vàng ươm. Thôi nói chung là mức giá 300 thì gặp phân hay đà điểu thật thì cũng quá ok rồi. Bên trong lót là lót da, mà em này da đà điểu thật, made in France, không có độn gì cả. Trời ơi, nó có nguyên một cái PE gì của Paris, nó có gọi như nguyên một cái thương hiệu ở bên trong. Sách tay như thế này mình đi công sở giúp em, đừng vừa điện thoại nha quý cô chú anh chị. Mã giúp em là 6541, 650 của em đó, hôm nay 300. 6541. Một em da đà điểu, hôm nay toàn bộ là siêu phẩm hết, các chị mình cứ săn đi, chưa xài nha, cái siêu nó còn siêu như chỗ này, ngang là 30 và cao lên 22. Chỉ có đại lễ em mới bán, gọi là những cái mức giá mà chưa bao giờ như thế. Bên trong lót là lót vải, còn siêu luôn, quá đẹp. Ngăn chính có khóa kéo, bên trong nó có khóa kéo nhỏ nữa.
tất cả những cái khóa kéo đều chưa có mở siêu luôn, chưa mở siêu hết cái hai hệ thống khóa kéo. À, chiếc này quá đẹp rồi, khỏi cần phải lăn tăn độ mới cao. Lên giúp em 7139, 7139. Tất cả ngày hôm nay sẽ là siêu phẩm hết nha quý cô chú anh chị, một em form hộp luôn nè. À, một em form hộp quá trời đẹp luôn, da đà điểu cứng form luôn. À, ngang tầm khoảng 26 27 ở trên đây là da đà điểu, phía sau nó có một ngang. Mình mở ra như thế này hình tam giác ha. À, bên trong dọc logo lót là lót da. Em này thì mình đi công sở là quá xinh, không có chỗ mất dây đeo chéo đâu. Lên giúp em mã số là 7202, siêu phẩm 7202. 7202. Qua lễ em mới đi đơn nha quý cô chú anh chị, chuyển khoản trước 100%, đơn hàng thì em không xả hàng và cũng như là em không có đồng kiểm nha. À, một chiếc da trăng độ mới cao, phía ngoài nó có một nha, bên trong lót nè. Em này chắc em tầm khoảng 28, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. À, chỉ sách như thế này nhỏ nhỏ xinh xinh, có chỗ mất dây đeo chéo mà hình như không có dây đeo chéo thì phải. Không có dây đeo chéo đâu các chị nha. Bên trong nó có hai nhăn, một nhăn khóa kéo, một nhăn nhỏ nhỏ, mình để đồ thoải mái. À, da trăng thật ha, đây là da trăng thật luôn. Lên với em mã số là 6345, 6345 độ mới cao, màu nâu đẹp luôn. 6345. Toàn là siêu phẩm cho nên em lên nhanh nha. Không có lỗi gì đâu. Toàn là lấy siêu phẩm ra sale 300.000. Còn thua một cái chiếc túi da bình thường nữa, chỉ có đại lễ nha, mỗi năm một lần cho nên mỗi năm cho em lỗ một lần nha. À, trong đây là một em da đà điểu, gọi là cái form siêu phẩm, hôm nay toàn siêu phẩm không ta. Ở phía sau có một ngăn mà ha, mình xách như thế này giúp em mở ra vậy. Bên trong lót và lót da sạch đẹp luôn. Trời ơi chiếc này quá đẹp. Hai ngăn có nút bít 500. À, dập cái thương hiệu Takanashi gì của bên Nhật 1997 nha quý cô chú anh chị. Đây, thương hiệu của Nhật vàng ươm. Bên trong lót da có một ngăn có khóa kéo. Hai cái nút bít rất là sát luôn, quá đẹp. Nó như dây kéo, nó sát như dây kéo. Mã giúp em là 7189. 7189 giùm em nha. 300.000 mua hai chiếc túi Lysis 7189. À, để em coi nếu có thời gian thì em sẽ sale thêm túi nam. Em định sale nhưng mà không biết có thời gian để sale cho quý cô chú anh chị không. Một chiếc kén tầm. À, kén tầm thường nói là tình nghĩa vợ chồng ha, đà, thấm thiết gì đó thì mua kén tầm như thế này. Giữ hạnh phúc gia đình thì mình được kén tầm, bên trong lót sạch đẹp ha. À, nói chung á, là kén tầm rất là hiếm ha, lâu lâu em mới về được cái cớp to như thế này. Mã là 6630, 6630 300.000 ngày hôm nay. Mua hai sản phẩm free ship nha quý cô chú anh chị. À, mình mua một sản phẩm thì vui lòng trả 30.000 tiền ship giùm em. Một em hình như em này á, là em cũng không biết phải da cá sấu thật không mà em báo giật vân thôi, tại giá 300.000. À, chiếc này là 450 nè, giá trên shop 450 vậy em báo giật vân bóng kính nha. Ở phía trên đây đẹp, mở sao ta, đây mình nhấn cái nút qua phía trên nha, lâu quá rồi em không quay chú nữ. À, có một cái chỗ để mình lấy móc khóa, có một ngăn gói khóa kéo, bên trong lót và lót da phối với lót vải hâm lót da luôn. Rồi hiện tại không động cơm gì đâu, ngang tầm khoảng 30. À, lên với em mã là 6759, 6759 nha. Dọc con cá sấu 49, 6759. Một em hàng Underall thương hiệu của Pháp. Em này đeo chéo chất da mới đẹp nha. Thương hiệu Underall của Pháp. Ngang tầm khoảng 25, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, nó dọc Underall khoan phá vàng ươm. Mở ra giày giúp em nha. Mẫu nắp bì thư. Underall Paris, bên trong lót là lót da. Đó, dây của mình là dây mảnh đeo chéo như thế này. Ở phía sau nó có một ngăn nữa, các chị mình muốn nhỏ nhỏ gọn gọn lấy em này nha. Mã 6502. 6502. 6502. À, các chị mình muốn màu sắc thì mình lấy những cái em màu sắc nha. Màu đen thì trước đi là cái màu ha. Em có một em giật vân đà điểu form rất đẹp luôn. Trên đây khoan khóa vàng ươm. Mình nhìn giùm em cái form, cái form nó cứng form vậy nha các chị ha. Mở ra. Bên trong made in France. Lót và lót, trời ơi lót da heo luôn, lót da heo quá trời dày dặn luôn nha. Cái form này thì đựng vừa dòng điện thoại. À, dây hiện tại đang là dây đeo vai, mình có thể tăng đưa thành dây đeo đeo vai một bên hoặc là đeo chéo ngắn được á. Ở đây đang là dây đôi nè các chị, mình bắt thành dây đơn giúp em nha. À, mẫu form hộp, lên giúp em mã là 6613, 6613, 6613. Một em màu vàng trước nha, ba màu, một ôi đẹp quá. Một em hến dập vân đà điểu hến vàng giùm em nha. Và đi công sở ngang khoảng 30, có chỗ dây đeo chéo nhưng mà chiếc này không có dây đeo chéo đi kèm đâu. Bên trong lót vải một ngăn có kéo nhỏ nữa nè các chị ha. Mẫu form cứng form, ở phía dưới nó có cọc cọc là do bốn cái chấu. Đây là da bò,
da bò dập vân giúp em mà màu vàng ươm, bộ phơm đẹp đi công sở nha các chị. Mã giúp em là 6505. 6505. Một em màu hồng hết vàng tới hồng, mẫu này thì ngang tầm khoảng 33, chia hai ngăn phụ, một ngăn chính có cá khéo. Bên trong lót da luôn nha các chị nha. Dập vân đà điểu, quai ở trên nó sẽ cứng phơm chất nhựa, khoen khóa vàng ươm, phía sau nó có một ngăn. Nói chung độ mới em này trong ngoài đều rất mới nha các chị nha. Mình thích mẫu thì lên giúp em mã số là 7198. 7198 màu hồng, dập vân điểu 7198 nha các chị nha. 7198. Hôm nay còn siêu phẩm các chị mình cứ yên tâm mà mình lựa đi. Lâu lâu em mới bán giá độc lạ siêu phẩm gì đó 300.000 thôi. Một em da đà điểu thật, màu chủ đạo đó là màu xanh. Bên trong thì có một ngăn có khóa kéo, hai ngăn còn lại thì mình sử dụng cái dây buộc lại nha. Lót và lót nhung đẹp quá, độ mới cao. Ở phía dưới có bốn cháu chất da đà điểu ghép nè ha, màu xanh nha các chị. Cái này mình tặng được đó, mới lên với em mã 6022. 6022. Trời ơi trời sắp mưa nữa các chị ơi, em quay nhanh mới được. Em có một em cá sấu tay man đi, thôi em này trước đi ha. Em này dập vân cá sấu thôi, dập vân nha, màu nâu. Hai em dập vân gần gần giống nhau nhưng mà một em hơi nhỏ, một em to, ngang 27 và cao lên 22. Mình cứng phôm như thế này, mẫu bên trong là mẫu cớp các chị. Có một cái cớp nhỏ bên trong nữa nè, hàng thương hiệu dập ở đây. Lót và lót vải sạch đẹp hết, có ngăn đựng thẻ, rồi có một cái mẫu cớp giống như một cái ví nhỏ bên trong nữa nha các chị nha. Mã giúp em là 7188, đẹp, phôm họ 7188. Em màu nâu này đi. Màu nâu này thì ở phía trước nó có những cái họa tiết kim loại khá là xinh. Hiện tại không có độ phơm gì hả gì. Ngang 30 và cao lên 25. Mình xách như thế này, dây nó xuống dưới đây ha, mở ra. Made in Japan. Bên trong nó sẽ có những cái ngăn khóa kéo nhỏ nhỏ, lót và lót vải phối với lót da. Cái màu này dập vân này dễ thương quá, kim loại vàng ươm nha các chị. Mình đi công sở mình xách về là sang. Lên giúp em mã 7129. 7129 hôm nay đồng giá 300, mua hai chiếc chỉ có 600 free ship. Em có một em da cá sấu mà một mặt đó là da bò, một mặt là da cá sấu tay men, không dập vân thôi các chị. Dập vân cá sấu bóng kính, dập vân cá sấu tay men. Bên trong nó có một ngăn có cớp, dập thương hiệu, rồi lót và lót vải sạch đẹp ha. Nói chung là em này nhìn sang, em cứ tính đâu cá sấu thật luôn mà không phải. Lên giúp em mã số là 7203. 7203 đẹp quá. 7203. Em lên nhanh nha, em còn quá nhiều túi cần sale cho các chị á. Một cái em này ngang là 27 và cao lên là 22. Mình xách như thế này, dập vân, dập vân cá sấu hay vân rùa gì đó mà em thấy đẹp. Bên dưới nó có bốn cháu vàng ươm, cái khóa y hình sao đen to. Bên trong lót và lót da các chị. Mình sẽ xách thôi, không chỗ mất dây đeo chéo hay gì đâu. Nó mẫu phơm dập vân rất là sang. Lên giúp em mã 7127. 7127 các chị ơi. Bên video ngày hôm nay sẽ là mua một chiếc đồng giá 300, mua hai chiếc sẽ là 600 free ship. Em có một em cá sấu ngang cá sấu không, em này dập vân luôn. Trời ơi, dập vân mà như thiệt vậy đó. Dập vân, dập vân cá sấu camen, ngang khoảng 30, ở phía trên cốt kim loại. Bên trong nó có tặng kèm một cái gì nữa nè. Ồ, tặng kèm một cái ví nhỏ nhỏ đó chị. Lót và lót vải giúp em. Em này dập vân nha các chị ơi, dập vân mà nhìn nó đẹp gì đâu á. Lên giúp em mã số là 6622. 6622 300.000. 6622. Một em da cong, con cong á, con chim cong á các chị. Chim cong ha, ngang là 35 và cao 22. Chim cong màu nâu ha, 300.000 ha. Bên khóa xe vàng ươm, phía sau nó có một ngăn khóa kéo, ngăn chính nó có khóa kéo luôn. Bên trong lót và lót da, thương hiệu dập chỗ này nha các chị nha. Độ mới cao, da chim cong. Đó, da chim cong này lên giúp em mã số là 6604. 6604 đồng giá 300. 6604. Em có một em da cá sấu tay men có chỗ xách tay như thế này ha. Ngang em này tầm khoảng 32, cao lên tầm khoảng 25. Kim loại vàng, ố kim loại trắng sáng bóng. Sấu tay men nha các chị, da cá sấu thật. Cớp ở trên như thế này. Bên trong lót da, trời ơi, nó xịn. Không lỗi gì đâu mà nó nặng. Lên giúp em mã số là 6758.
6758 các chị, quá trời đẹp rồi. 6758. 6758. Em có một em da cá sấu ghép, độ mới cao, mẫu form đứng form vậy ha, ngang khoảng 28 và cao 20. Trên đây là da bò, chỗ này là da cá sấu ghép. Mới hay sao ta? À, nó mới hay sao? Nó làm thiết kế lạ ha, bên trong lót là lót vải dập bộ dây dạng thương hiệu. À, dập xuống vậy. Ủa? À, nó có một cái cớp chỗ này. Rồi, em này thì độ mới quá cao rồi. Lên giúp em mã số 800 ngàn của em nè. Mã số là 6771. 6771. Hôm nay lễ có 300. Một em form hộp. Trời ơi, nhìn cái form quá trời đẹp. Nó da phủ bóng nha các chị ơi. À, khoan khoái vàng ươm. Trời ơi, nó xịn. Bên trong lót da. Thôi em này khỏi cần phải nói nhiều, quá xịn rồi. Lên với em mã số là 6618. 6618 các chị. 6618. 6618. Một em da cá sấu Cayman, nhỏ nhỏ xinh xinh, ngang tầm khoảng 26-27. Trên cái quai nó có một cái dây lằn như thế này, mình xài vô tư giùm em nha. Bên trong lót và lót da, có ngăn nhỏ nhỏ bên trong nữa, mẫu cớp nha các chị. Đó, cá sấu Cayman đây. À, cái này thì giống như cái phần da của em đó thôi. À, lên với em mã số là 7256. 7256. Mẫu em cá sấu tầm ngang tầm khoảng 28. Đó, cá sấu Cayman. Ở phía trên kim loại màu trắng, bên trong lót và lót da. Rồi, cá sấu Cayman có gù. Lên với em mã là 6924. 6924. 6924, 899 của em á. 6924. Một em da đà điểu, hôm nay tự nhiên lấy ra sale shop cho các chị luôn. Ngang 32 và cao 22. À, chắc là do đại lễ. Khoan khóa đẹp, khoan khóa vàng ươm. Mở ra sao ta? Đẹp. Trời ơi, chiếc này có chị à các chị. Rồi, đẹp quá. Lên giúp em mã số là 6615. 6615. Một em da cá sấu nhỏ nhỏ xinh xinh, ngang tầm khoảng 25, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Ở đây là cái thuộc da của nó màu ha, màu loa. Mở ra sao ta? À, nhấn lên giùm em. Bên trong lót là lót da. Đó. Rồi, dây là dây đôi nha, mình có thể sang thành cái dây đơn để đeo vai một bên. Lên giúp em mã là 6030. 6030 da cá sấu. Một em da điểu phong hợp, ngang tầm khoảng 30, cao lên là khoảng 20. À, xách tay, khoan phá vàng ươm. Phơm hộp phía sau nó có ngăn. Mở ra vậy. Mở ra sao? À, vậy. Bên trong lót, lót da. Hơi ẩm ẩm vậy mình lấy khăn mình lau, chứ không phải lót phun sơn đâu, lót da các chị nha. Rồi, em này lên giúp em mã là 6598. 6598, rất đẹp. 6598. Cái sóc tay men, ngang tầm khoảng 30. Ở trên đây kim loại vàng ươm. Cá sấu nó giống giống nhau các chị, mình coi mãi giúp em nha. Bên trong lót và lót da. Ôi ơi, rất là đẹp mới. Lên giúp em mã là 6625. 808 của em. 6625. Hôm nay lấy móc ra xe cho các chị luôn. À, một em cúp rùa, ngang tầm 30. Cúp rùa cái quai nó như vậy nha. Kim loại ở phía trên người ta có làm cái quả tiết các chị. Bên trong lót và lót da. Đó, không lỗi gì đâu, hàng toàn là siêu phẩm mấy trăm, 700-800 không á. Lên giúp em mã là 6437. 6437, hôm nay em sale 2 chiếc, 600 free ship. À, em có một em da cá sấu ghép. Da cá sấu ghép như thế này, khoan khóa rất là vàng luôn. Chợ này mình xách tay như thế này ha. Có chỗ móc dây đeo chéo mà hình như không dây đeo chéo. Không dây đeo chéo các chị, bên trong lót và lót vải nè. Có nhiều ngăn, có nhiều ngăn nhỏ nhỏ bên trong nha. Rồi, nó vậy thôi. À, nhưng mà rất là sang. Mã giúp em là 7221. 7221. Một em dập vân. Cái quai em này sao ta? À, một em dập vân phơm hộp, ngang tầm khoảng gần 30.
khoen khóa vàng ươm, mình mở ra gì giúp em. Bên trong lót là lót vải nha các chị nha. Đó, rồi khóa lại. Trời ơi, dọc vân cả 6 bóng kính mới tinh tươm luôn. Lên giúp em mã số là 7230, 7230. 7230. Một em Yahoo sao. Đó, Yahoo sao của em, ngang tầm khoảng 35 làm túi du lịch mini Made in Italy giúp em nha. Bên trong chia thành ơi, em này được tặng kèm một cái club nữa. Trời ơi, quá. Quá đẹp nè, Made in Italy. Lên giúp em mã số là 6640, 6640. Được tặng kèm á là túi mẹ bồng con. Một em da rùa mà nó xoáy nè. Nó ngang tầm 25, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Bên trong lót và lót da. Rồi, rất là xinh nha các chị ha. Mã số giúp em đó là 6029, 6029. Một em dập vân là điểu, vân hộp, ngang tầm khoảng 26, 27, khoen khóa vàng ươm, không chỗ móc dây đeo chéo, bên trong lót và lót da. Ôi cái vân của nó cứng vân đẹp. Lên giúp em mã 7201, 7201. Một em cái sóc cây men. Cái sóc cây men đó các chị, phần da về mình ấy lại ha, chỗ này nó còn ba cái sợi chỉ thôi, mình về mình tự may lại giúp em. Mã này em bán 250 thôi. Lên giúp em mã số, lên giúp em mã là mã sức quay đi. Ủa thôi, mã quay lỗi đi, quay lỗi 250, quay lỗi 250, chỉ có một cái xíu quay đó thôi. Quay lỗi 250 giúp em. Một em cúp rùa màu đen nha, ngang tầm khoảng 26-27 các chị. Rùa này mới nè. Đó, cái mẫu cúp. Bên trong lót và lót da. Đó, cúp rùa giùm em nha. Lên giùm em mã rùa. Mã rùa. Một em lắp bì thư đeo chéo nha các chị nha. Ồ, da nu bút mới tinh tươm luôn. Bên trong Made in Italy, lót vào lót da. Đó, kim loại phối với dây, kim loại phối với da nu bút luôn. Lên giúp em mã 4161, 4161. Một em dập vân đà điểu màu vàng, ngang tầm khoảng 26-27 ha. Ôi trời trời, mình sẽ có cái phân hộp sách tay, không chỗ móc dây đeo chéo, mở ra sao ta. Bên trong lót vào lót da, có nhiều ngăn bên trong. Cái chị mình đẩy này xuống gì nè. Đó, đẩy xuống gì giúp em ha. Rồi mã số là 6628, 6628. Một em cắt sóc canh men. Mua 3 sản phẩm, ủa mua 2 sản phẩm là receipt nha các chị, đồng giá là 300.000. Đại lễ nha. Chắc năm sau em em sẽ không dám xem gì nữa quá. 750 của em là lên giúp em mã 7259, 7259. Một em bầm ngựa nữa, hồi ở đầu video mình có một cái bầm ngựa màu xanh. Giờ bầm ngựa này màu đen nha các chị nha. Rồi mưa tới rồi. Ngang là 32 và cao lên là gần 20. Bầm ngựa giúp em, bên trong lót và lót vải, một ngăn có khóa kéo. Bầm ngựa đổ mới cao ha, phong thủy. Lên giúp em mãi là 6025, 700.000 của mình. 6025. Một em kỳ nhông đỏ. Đó, kỳ nhông đỏ đeo vai giúp em nha. Đeo vai mới nè. Ủa cái quai nó em chỉnh đó. Rồi vậy ok đó. Kỳ nhông đỏ nha, sách tay đeo vai nha các chị nha, rất mới luôn. Hai ngăn phụ, một ngăn cớp. Bên trong lót là lót da, da kỳ nhông mà màu đỏ rượu này hiếm lắm á, độ mới cao. Em này thì khoen khóa màu trắng tinh tươm mới tinh. Lên giúp em mã là 6754, 6754. Một cờ lớp khóa số, lót khóa số da dập con đà điểu nha. Khóa số 4, con số 4 hả? 4 con số 4 nha các chị. Dập thương hiệu Houston gì nè. Bên trong lót và lót da. Đó, cặp khóa số các chị, các anh mình mua đi, mình về mình đựng giấy tờ. Mã giúp em là 7236, 7236. Ba em cuối cùng trong video ngày hôm nay, ba em cuối cùng. Một em này là không có đụng phơm cho nên nó không đứng được. Clutch á. Clutch đựng giấy tờ giùm em nè. Ngang 26 và cao 20.
Và lớp văn hóa trắng sáng bóng dập vân đà điểu ha, bên trong một ngăn những ngăn đựng bút viết thẻ kẹt. Đây mình cầm có quay như thế này. Lên giúp em mã là 7128. 7128. À, một cái form hộp da vân xước, form rất là mới cho các chị nè ha. Ở phía sau có ngăn, ngăn chính mình mở ra về giúp em. Thương hiệu dập ở đây. Bên trong trời ơi lót da luôn, quá đẹp luôn, có ngăn đựng bút viết thẻ kẹt bên trong luôn á. Da vân xước nha. Form quá đẹp. Lên giúp em 900 ngàn, mã 53. 5353 giúp em. Một cái cá sấu này, cá sấu comment thật nha, mẫu cớp như thế này. À, bên trong lót là lót da. Nhưng mà người ta có quay vậy chắc hư quá, người ta cắt quay. Lên giúp em 200 ngàn, mã số là 6762. 6762 200. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi trong video ngày hôm nay. Mua một sản phẩm vui lòng trả 30.000 tiền ship giùm em. Hai sản phẩm là 600.000 free ship. Tất cả những sản phẩm ngày hôm nay không đồng kiểm, không nhận đổi trả, không xả đơn. Em sẽ không giữ hàng nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người ạ.